Hello cả nhà, hôm nay mình xin chia sẻ với cả nhà cách mình làm heo quay, cái phần da giòn và cái phần thịt nó không có bị khô. Ở đây mình có miếng thịt ba rọi khoảng 1 kg nè. Bây giờ mình sẽ đi rửa và cạo cái phần da này ra cho nó ra hết cái nhớt và những cái lông mà nó còn sót lại á. Bây giờ mình sẽ lấy cái miếng da heo này nè các bạn, mình sẽ để dưới cái vòi nước và mình cạo cho nó ra hết cái chất dơ, cái chất nhớt ở trên cái da đó. Mình cạo xong mình rờ mình thấy nó láng rồi nè, nó sạch, nó hết nhớt rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi lau khô. Sau khi rửa sạch sẽ rồi, các bạn lấy một cái khăn giấy bếp này nè, các bạn thấm cho cái da này nó khô, cái thịt này nó khô hết nước. Sau khi thấm khô rồi thì bây giờ các bạn sẽ dùng muối để ướp lên da, tại vì muối nó có tính hút ẩm á, thành ra là các bạn cứ cho muối nhiều lên, càng nhiều càng tốt. Và mình để trong vòng 4 đến 6 tiếng nha các bạn. Một chút nữa là bây giờ các bạn thấy cái da nó rất là mềm, nhưng mà các bạn đừng có sợ mặn nha, tại vì trước khi mình nướng mình sẽ mang cái thịt này đi rửa lần nữa, rửa cho sạch muối á, thành ra các bạn không có sợ là nó sẽ mặn đâu. Còn nếu như mà các bạn có thời gian á, thì các bạn sẽ ướp trong đêm hôm trước xong rồi các bạn để trong tủ lạnh, rồi ngày hôm sau lấy ra rửa lại đem đi nướng vẫn được, da nó vẫn nổi giòn nha. Rồi bây giờ mình chỉ cần để ở đây chờ cho mặt nạ muối này nó làm việc trên cái da heo cho mình, xong rồi mình sẽ quay trở lại. Nếu ở nơi mà có khí hậu ẩm ẩm nóng á, 30 30 mấy độ á, thì các bạn để trong tủ lạnh nó sẽ tốt hơn. Còn ở đây mình đang nhiệt độ của mình 9-10 độ, nó lạnh lạnh đó, thành ra mình cứ để ở ngoài như vậy cũng không sao. Rồi hello cả nhà, sau 6 tiếng mình đắp mặt nạ muối cho da heo thì bây giờ đây các bạn xem nè, nước nó ra quá trời, nước từ trong da heo đó, nó chảy ra. Rồi, sau khi rửa rửa sạch phần muối rồi, bây giờ mình sẽ lau cho nó khô, lau cho thiệt là khô nha các bạn. Bây giờ cái da của nó rờ vô nó cứng ngắc, lúc sáng là nó có nước đó, nó mềm, bây giờ nó cứng ơi là cứng đó. Sau khi nó khô rồi thì bây giờ mình sẽ để ở đây và mình đi pha gia vị để mình ướp thịt nướng ha. Trong lúc đó là các bạn cùng lúc đó là các bạn mở lò lên luôn nha, 180 độ, phải cho nó lò nó nóng. Lò nướng thì mỗi lò nó có chế độ nướng khác nhau. Ở đây là nướng quạt nè, nướng lửa trên lửa dưới, và cái này là nướng 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 ở trên và quạt xoay vòng vòng tròn ở dưới. Thì mình sẽ chọn cái chế độ là nướng ở trên và quạt ở dưới và 180 độ đó. Nếu như mà các bạn nướng bằng cái quạt không thì vẫn được, nhưng mà 5 phút cuối thì các bạn phải chọn nó qua cái chế độ là grill hoặc là broil, thì lúc đó thì cái da nó sẽ nổ giòn ha. Còn mình chọn cái chế độ này thì mình cứ cứ vẫn giữ 180 độ cho 30 phút đầu, và sau đó là tăng lên 240 độ cho 15 phút sau. Bây giờ mình phải để cho nó lò nó nóng xong rồi mình sẽ cho thịt vào. Rồi để ướp khoảng 1 kg thịt heo thì mình sẽ cần ở đây là bột tỏi nha các bạn, mình sẽ cần một muỗng bột tỏi, bột hành, một muỗng bột hành, ngũ vị hương, thì mình cần khoảng chừng nửa muỗng thôi, tiêu và một ít muối. Rồi mình trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ để thịt lên cái thớt và mình khứa vài đường
để mình ướp gia vị. Mình không có cắt cho nó đứt ra phía ngoài này, tại vì đứt ngoài này tới lúc mà mình bỏ lên mình nướng á, cái thịt nó sẽ bị chảy xệ qua một bên, thành ra mình chỉ khứa ở giữa này thôi, tí xíu nghe thôi đó, để cho nó đều thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp ha, cho bột tỏi lên. Ướp ở đây luôn, nhưng mà đừng có ướp lên phần da nha các bạn. Rồi xong rồi, bây giờ mình để ở đây để cho nó thấm một tí. Trong thời gian đợi thịt thấm gia vị thì mình sẽ lấy một phần đá như vậy, mình gói nó lại, tại vì một lát nữa mình lấy giấy nướng mình đè lên đó, thành ra là mình chặn lại cho nó đừng có bay đó, đè lên miếng thịt để cho cái mình nướng miếng thịt nó được thẳng. Rồi trước khi bỏ vào lò nướng, các bạn sẽ cho một ít dầu thoa lên cái mặt da, cái này nó cũng giúp cho da giòn luôn đó các bạn. Cái dầu nướng, cái dầu nó nóng á thì nó sẽ làm cho da giòn, bên cạnh là muối. Na da nổ giòn. Rồi trước khi bỏ vào lò nướng thì các bạn sẽ, cái da này hồi nãy mình cho chút dầu nè, bây giờ các bạn sẽ lật ngược da nó lại, lau cho nó sạch ở dưới này, ngược cái da nó lại. Đó. Rồi mình lấy cái miếng giấy này, mình nhúng miếng nước, xong rồi mình đậy lên miếng thịt để nướng cái miếng thịt nó ẩm, nó giữ ẩm, cái miếng thịt nó moist, nó ẩm, nó không có bị khô á. Sau đó mình sẽ cho cái viên gạch hồi nãy mình bọc giấy kiến nè, để lên. Rồi, bây giờ cái lò nó đủ nóng rồi, thì các bạn sẽ, rồi các bạn để thịt vào. Và các bạn nướng set up thời gian là 30 phút. Rồi, 30 phút xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái thịt ra. Nóng và cẩn thận nha. Rồi mình kiểm tra. Nghe cái tiếng da heo nó nở. Mình sẽ lấy, mình bỏ qua cái bồn nước. Sau đó mình lột cái giấy ra. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ trở cái miếng thịt lại. Ôi da. Bây giờ mình để qua bên này. Và mình cho cái miếng thịt qua cái thớt. Sau đó mình sẽ lót những cái miếng hành này nè xuống dưới đây. Mình sẽ cho miếng thịt này lên trên lại, lên trên miếng hành này. Thì sau đó mình sẽ đổ vào đây một ít nước. Cái nước này nó sẽ làm cho cái thịt nó được ẩm. Nước nóng hay sao? Nước nóng. Sau 30 phút thì bây giờ mình sẽ cho cái nhiệt độ tăng lên 240 độ và mình set up thời gian là 15 phút nha các bạn. 15 phút. Rồi, sau khi mình tăng lên 240 phút 240 độ thì bây giờ cái giờ mình chỉnh 15 phút lúc nãy nó cũng đã hết. Và mình hạ nó xuống 200 độ. Mình sẽ nóng nha các bạn. Quay cái ôi cha nè, coi nó nổi nè. Cái da nổi đẹp không? Thấy không? Bây giờ mình sẽ quay cái phần này lại để cho nó nướng được đều hơn.
Rồi mình sẽ đẩy vào và nướng tiếp trong vòng 5 phút nữa đi, cho 5 phút đi. Nướng cái này mình phải canh nha các bạn, mình không canh là nó sẽ bị cháy. Nhưng mà mình thấy là cái da nó đã nổ giòn lắm rồi đó. Nếu bạn nào mà dùng cái chế độ quạt này nè thì 5 phút này, 5 phút cuối này các bạn sẽ cho nó qua cái grill này. Đây nè, là cái grill hay là cái broil đó, và chỉnh 200 độ thì da nó mới nổ nha. Và lúc này các bạn phải canh, không có bỏ đi đâu hết, tại vì lúc này là cái da nó dễ bị cháy lắm á. Rồi bây giờ nó đã nổ rất là giòn, cái da nó rất là giòn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt lò, tắt bếp. Rất là giòn và cái thịt nó cũng rất là mềm, tại vì nó có nước, cái hơi nước nó xông lên á. Đây là thành phẩm sau cùng. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like, share và subscribe cho kênh của mình nha. Chúc các bạn làm thành công và ăn ngon. Chào tạm biệt các bạn. Bye.